năm giờ mấy rồi, năm rưỡi ta sắp ra chợ rồi. Bạn hàng là ra chợ đầu mối á, về là bắt đầu mới phân bố nhỏ ra cho các người bán lẻ. Đèn Tesla này nó tối thui à. Đi đêm thì chạy chậm chứ không dám chạy nhanh. Đi trong ngày thôi các bạn, sáng đi chiều về, đi gần mình đổ mình xăng đầy là đi đủ luôn á. Mình xăng Tesla này nó tới 6 lít rồi. Vậy là 240 cây số hết mình xăng. Nhà mình lên cầu Phú Long là 3 cây số là bắt đầu qua địa phận của Cái Thiêu, Thuận An, Bình Dương các bạn. Đây là này đi một mình thì thấy nó không có lắc, và chở theo cái thùng á sao là như nó nặng á, có 10 kg nè. Rồi nó làm ở sau đuôi á, thấy là như nó cũng hơi vũ. Đèn quảng cáo nó gọi xuống đường á, nhìn nó hết hồn. Ba cái vụ này nói hoài mà sao chưa bỏ. Trắng trắng không biết gì. Đó thì là đi nhà các bạn thấy ra mà nó thấy ngồi cũng thoải mái. Phải nói là cái thế ngồi thế lái là thoải mái nhất trong các loại xe tay ga mình đã chạy. Nó là sướng hơn cái thắt nữa. Nhưng mà ngồi cái khác thì nó sen hơn. Còn chiếc này thì phù bắp. Cái ghế này nó bự mà nó vừa. Cái ngồi nó không có, nó lài ra, nó không có bị bó cái đùi. Còn cái thắt nó cao quá thì ngồi nó hay bị cắn cái đùi. Để mình nói xe cù bắp và so sánh ít thắt, không phải là xe sang là ngon đâu. Nhà mình cũng có thắt chứ không phải không có. Mà cảm giác là đi xe này nó yên hơn, vì đây đông hả? Đâu đông một trời. Có đi phượt thì cho tôi đi theo.
là cầu Phú Long các bạn. Máy các bạn, cầu Đồng Nai này nó nhộn nhịp, trên bộ sông này đường nhộn nhịp, cầu thì xe công thì chạy rất nhiều, xe công chở lan chở công rất nhiều luôn. Nghe cầu Đồng Nai này vui, giờ mình tới ngay ba chúng ta của mình. Bom à, cái quốc lộ 1A. À, gần tới cái thuộc Trắng Bom. Khu này là giáo dân giáo xứ. Nói chung là khu vực này là đạo Thiên Chúa là giáo xứ rồi, là đông nhất Việt Nam luôn. Tập trung cái khu Hố Nai, Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai. Nó chơi các bạn chứ bữa nay là Chủ Nhật. Mình đi viếng Đức Mẹ Núi Cuối các bạn. Mẹ Núi Cuối Đồng Nai thì quốc lộ 20 vô khoảng chừng hơn cây số à. Từ quốc lộ 20 mà mình rẽ vô khoảng hơn cây số là tới các bạn. Mình đi ngang đây nhiều lần rồi nhưng mà lần này từ nhà mình lên đây luôn. Nó
dự định của mình là từ nhà là hôm nay là đi viếng đức mẹ luôn. Thì đức mẹ Tà Bao, đức mẹ Măng Đen mình đi hết rồi các bạn. Ngay ở dưới này là thủy điện Trị An á, hồ hồ Trị An các bạn. Còn đây là đức mẹ núi Cúi, nó có hai đường lên xuống các bạn, đường lên đường xuống riêng. Đây nó có cái sơ đồ hướng dẫn nè, dạng như là hướng dẫn giao thông luôn á. Đó, đó là đường lên đường xuống. Sáng sớm là tưới nước. Nói chung là cái công trình này cũng chưa có xong, còn đang thi công các bạn. Hơn 50% rồi. Cái đầu mũ này, xe này giờ nó xuống cấp mà chạy nó kêu đường láng không sao. Đó bây giờ là hướng dẫn giao thông á. Thì có bản rồi thì nhìn thì đi thôi, nhưng mà ta cũng sợ là có người sẽ đứng cho canh, sợ gì lại. Ai có đi lạc thì người ta chỉ qua lối bên đây. Rồi leo đèo các bạn ơi, đường kia nó đẹp rồi, xong rồi đường đây chưa xong. Mấy ông kia mình thấy xong rồi các bạn, chạy nhựa láng mướt luôn. Đây thì chạy nhựa cấp phối rồi, bây giờ chuẩn bị là xe chạy nhựa nóng, nhựa bê tông nóng thì đi nó láng ra. Đường này thì dốc cao trơn, do đó là ta làm cái đường xuống trước cho nó an toàn hơn, lên thì mình chạy chậm. Nên mình sẽ chạy chậm hơn. Mẹ Tà Bao, đức mẹ Măng Đen mình đi rồi, cha Diệp mình cũng đi rồi, đức mẹ La Vang ở ngoài Quế cũng đi rồi, giờ mình đi đức mẹ núi Cúi. Đây chắc Xuân Lộc Đồng Nai các bạn. Ồ, mấy cái cây nó làm hay quá. Đi với cây dù. Ngay chủ nhật có lẽ là cũng hơi đông á. Bye.
Chạy vô trong không? Dạ dạ, chạy vô trong anh. Giữ xe không biết miễn phí hay là có tiền chưa biết.